Làm thế nào để không trở thành đứa trẻ tuổi 40? Theo luân lý tự nhiên, tuổi tác càng tăng lên thì con người càng trưởng thành. Thế nhưng, có rất nhiều người sống đến 40 tuổi mà tính cách vẫn giống như một đứa trẻ. Cuộc sống là một quá trình phát triển không ngừng, do vậy chúng ta nên tiến về phía trước để tìm kiếm sự tiến bộ, thay đổi bản thân. Trong loạt video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 cách để trưởng thành hơn. Một là phá bỏ những rào cản của bản thân. Hai là quan sát nội tâm của các bạn, suy ngẫm và thay đổi. Ba là dũng cảm trong những việc làm đúng đắn và hợp đạo đức. Các bạn nhớ follow kênh của chúng mình để xem các phần tiếp theo nhé. Cố gắng vượt qua mọi thất bại để trưởng thành. Nếu như các bạn quá sợ hãi sự thất bại thì vĩnh viễn các bạn không bao giờ trưởng thành. Bất kỳ ai cũng đều nếm trải những mức độ khó khăn khác nhau. Tuy nhiên, chỉ có những người tự nỗ lực vượt qua khó khăn mới có thể trưởng thành. Một con vịt sắp nở nằm bên trong quả trứng, nó chỉ có thể sống sót khi tự mình nỗ lực phá bỏ cái vỏ và bước ra bên ngoài. Mình có một người bạn tên Liên, bạn ấy mồ côi cha, còn người mẹ thì bị liệt. Ngay từ năm 8 tuổi bạn đã phải cố gắng đi làm thuê để nuôi mẹ. Dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng bạn Liên rất nỗ lực học tập. Và sau khi tốt nghiệp cấp 3, bạn ấy thi đỗ vào một trường đại học top đầu và được nhận học bổng. Kinh nghiệm chịu đựng khó khăn và nỗ lực vượt qua khủng khổ tận cùng của bạn ấy có lẽ chúng ta chưa từng trải nghiệm. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều hiểu rằng, một khi trái tim còn nhịp đập, ý chí còn hừng hực thì chúng ta còn cơ hội phá vỡ tất cả rào cản. Khó khăn đến với bạn càng lớn, nó sẽ càng giúp bạn trưởng thành càng nhanh.